rồi đi qua tiếp tục khu vực khác, chợ Vạn Phúc. Tháng này rồi mới ra được chợ đây. Vịt quấy này khá là nghệ thuật đấy. Trồng tay. Đấy. Nó hơi nặng tí nhưng mà một tay xách được. Cây tử đây cũng hay này. Tâm biết gì. Chả biết cây của ông nào. Cái lúc sáng mà các bác ra thì các ông ấy còn ngồi uống nước. Người ta nhìn người ta biết là ai muốn mua hay không, thực sự kết là người ta mới ra mình trực tiếp. Cái cũng phin đấy ạ. À? Căn. À. Đây còn vài cái này. À đây. Cái này cũng phin suối được phết này. Đã mở hàng chưa không? Mở cái rồi. À ngay quá. Hôm qua thấy chở ấy về đấy. Ừ. Xem Hoàng Hoa Thám về à? Chào Phúc Kiến ạ. Chào Phúc Kiến. Đấy như mua bán đó. Nhiều mini đẹp ghê nhỉ. Phúc kia đổ buôn mini sao nhiều thế. Vậy đang là cái dúi. Cái dúi là bao nhiêu? Đấy, gọi ông chủ ngay. Chủ cứ đi đâu mất. Chủ thì có bên phía mắc léo ghê. Dúi. Cái thịt này bán rẻ á. Đây cũng tầm. Chủ đang đi đâu ấy ông ạ? Chủ đang ngồi uống nước đâu ấy? Chả biết là ông ấy đâu. Chắc độ... Cái con này, cái đấy, cây đổ đổ kia cũng được. Ông Thìn có cái khế hay ấy nhỉ? Ờ. Thế này thì bao tiền? Hả? À? Quả hôm qua thấy có đấy, quả này có tiền không phải tăng mấy triệu. 1 triệu. Đây này, quả này, quả nằm dưới đất đây này. Đấy, chở đi khắp nơi mà nó vẫn cứ đây nó có rộng đâu. Đây này 150 hay đi nhỉ, kiểm tay anh mang cái gì đi đấy. À, cứ từ từ ra. Cái đầu bồn này bác cũng bác thả luôn. 150 à? Cây to này chỉ 150 thôi. Đây không thấy đấy. Cây nhỉ, một xe này chở nhiều đấy. Hay đấy chứ. Hay ho đấy. Đây một loạt từ cốt tầm 150. Rừng à? Nắm bắt xu thế mới đấy, cứ chở những nhỏ nhỏ lên một xe thì chở rất nhiều. 50 rồi ạ. Xe chở được nè. Mấy trăm cây nhỉ? Mét cây luôn. Đây à? 3 thân à? 3 thân. Nam điền 3 thân. Em ra cắt cây. Cắt cây này như cắt lâu. Bao tiền đây anh? Con đi thì phải chịu chiến binh kìa. Đây con này á? Dạ đi mua lan rồi. Đọc số đi anh. Ông nào thích thì gọi luôn cho anh.
đọc số điện thoại đi. Đọc đọc cho người ta biết luôn. 0906 799 866 đấy, số đấy, số nghe số này là chả muốn gọi rồi, số xì tự hỏi giá cho nó khách quan nhé. Xì tay chuột ôm đá anh Nam Điền ba thân. Đây cũng một con điền nữa, trượt cho em đã lao. Con cọc trâu. Cọc buộc trâu. Có con trâu vào gốc, cũng phải là cái chậu khác cơ. Đang rổ ra đây bầu trâu quá. Rồi. Không còn làm đúng không rồi. Rồi. Tiếp cái chỗ lợn con kia nhiều người lại thế. Con lợn trăm ba, trăm ba, trăm ba, trăm ba. Mẹ mẹ, phải trái cái video này. Tôi xin ông bảo bao tiền? Tôi mai 7 triệu cây. Thế thôi. Thế thôi. Bảo là công nào là trồng chiều, ai mà phải giảm giá được rồi. Triệu là sút. Thế thôi. Thì nó mới ra nhanh được. Báo 8 triệu một cây thì các gì. Nhiều khi mà báo nhiều quá người ta không dám gọi. Báo thế nó ảo. Không dám gọi. Người ta nhiều người ta thích nhưng mà không dám gọi. Đây để em sang bên này cái đã. Tôi điền bóng nào đó. Chạm bằng bô xe bóng nào nóng quá. À, đôi đẹp, đôi đẹp ngay mà. Đôi nghệ thuật thế này cơ mà. Giờ này lại vào được hàng này rồi. Bao tiền một đôi đây? Một đôi là 12 triệu. Một đôi 12 triệu rồi. Giá rẻ giật mình. Một cây là 6 triệu. Nếu mà nó mà đấy có đồng chặt. Em nó đi đâu rồi nhỉ? Đẹp quá, nhiều tiền quá. Bao tiền đấy? Quá rẻ, 3 đồng rưỡi. To, có đất đi chơi được. Nặng lớn. Cái gì ấy? Đây đang ở nhà. Cũng chơi nhỏ nhỏ này. Vẫn vào đây đây. À đây. Nghe thuật đấy. Ôi giờ này ông đi ra suốt. Giờ này chắc cũng mệt rồi không đi xa rồi. Được cái nhà. Chả biết mới ở đất lên hay là đến chậu lâu rồi không rõ, nhưng mà đây có cái tử. Có cái tử đây. Tử đây. Nhìn cái xanh mướt rồi nhỉ, thích thật. Thích thì cứ alo rồi chứ. Em không nhìn thấy ông ấy. Thế tôi gửi số cho. Đây là cái ổi. Sung đây. Quả đây. Đấy đằng kia bán chạy thật. Cứ trăm rưỡi trăm ra đi, ta chỉ cần như vậy.
Cái này nhiều tiền không ạ? Cái này em giá 2.8. 2.8. Trang nhiều hoa quá. Chuẩn giá nha, 2.8. Ai thích lấy số thì tôi gửi cho mà alo nhé. Đây tôi không mua rồi. Vì tôi hết tiền chứ không phải là chơi đắt đâu. Đẹp quá. Rất đẹp. Xin cảm ơn bà chủ nhá. Bán rất nhanh.